Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Muốn gặp lại đối thủ nhất thì nghĩ là IGB. Mình nghĩ là ở trong đấu trường danh vọng mùa này chắc chỉ có mỗi IGB là có thể xứng tầm. Lịch sử đã khẳng định, hai đội tuyển này luôn cống hiến cho khán giả những màn so kèo kỹ năng đỉnh cao, song phẳng và vô cùng mãn nhãn dù ở hoàn cảnh nào. Nửa năm trước, tại cung thể thao quần ngựa, khán giả đã được chứng kiến những màn trình diễn đỉnh cao của HTBC IGP Gaming và Team Flash trong trận chung kết. Nửa năm sau, tại vòng bảng của Viettel 5G đấu trường danh vọng mùa xuân 2020, đây vẫn là bộ đôi đang thay nhau thống trị bảng xếp hạng và có cuộc đua không khoan nhượng để có được ngôi đầu. Mới chỉ là cái pháp trận thần kỳ mà thôi, cho biết sống được Daim tốc biến lên, bắn gục ADC và vẫn đang bắn, đó là Daim. Triple kill dành cho Daim, rất đáng tiếc nhưng Ellie cũng đã chấm dứt Daim trong tình huống vừa rồi. Mặc dù đây đang là thời điểm IGP không thể hiện được phong độ tốt nhất, nhưng thực tế các trận thua cũng chỉ diễn ra trong tình thế sát nút và họ cũng chỉ mất đi một điểm mỗi trận. Và khi phải đối đầu lại với Team Flash, chắc chắn IGP sẽ lấy lại phong độ đỉnh cao để cống hiến cho khán giả. Chính Ellie cũng đã phải thừa nhận điều này vì phong độ của IGP vẫn sẽ rất đáng gờm trước kỳ phùng địch thủ. Không thể đánh giá được khi mà IGP thua như thế này, đến trận bọn em thì IGP đánh như thế nào, nhưng mà quan trọng là em rất là trông chờ vào trận đấu kế tiếp. Em nghĩ là IGP đang giấu bài thôi, gặp bọn em IGP mới đánh thật đấy. Có thể thấy kèo đấu đường rồng giữa Ellie và Daim cũng là một kèo đấu rất thú vị được fan của cả hai đội mong chờ, với những đặc điểm chung đều là những xạ thủ khát máu, dám xả sát thương, chắc chắn sẽ tạo được sự phấn khích tột độ cho khán giả ở kèo đấu này. Bắn ngược trở lại sắp thôi là rất nhiều và Ima cũng đó Proi gấu muốn tấn công với cả Ness. Daim vẫn đang được bắn và cũng được thêm một người nữa và trận đấu chưa kết thúc tại đây. Ness băng vào, Daim cố gắng bắn, Daim không thể làm thêm được điều gì cả. 11 giây nữa Turtle sẽ ra và liệu. Đừng bỏ lỡ Super Sunday, trận đấu của những kỳ phùng địch thủ diễn ra vào 18 giờ ngày 26 tháng 4. Hãy subscribe ngay kênh Liên Quân Mobile Esports Arena để cập nhật những thông tin và các trận đấu esports đỉnh cao.